VNPT Technology, một công ty thành viên của tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam VNPT, vừa chính thức cho ra mắt thiết bị Wi-Fi Mesh 6 do doanh nghiệp này tự nghiên cứu phát triển. Đây cũng là thiết bị Wi-Fi Mesh 6 Make in Việt Nam đầu tiên xuất hiện trên thị trường. Wi-Fi Mesh hay còn được gọi là mạng Wi-Fi lưới là một hệ thống mạng lưới các điểm phát Wi-Fi được kết nối với nhau một cách thống nhất và có khả năng phát Wi-Fi trong phạm vi rất rộng. Tùy thuộc vào cấu hình mà tốc độ tối đa của Wi-Fi Mesh 6 có thể cao gấp từ 3 đến 4 lần so với phiên bản trước đó là Wi-Fi Mesh 5. Một ưu điểm đặc biệt khác của Wi-Fi Mesh 6 là tăng số lượng thiết bị kết nối đồng thời nhờ việc tích hợp công nghệ đa truy nhập. Đó cũng là lý do Wi-Fi Mesh 6 thường được sử dụng tại những môi trường đông đúc, mật độ cao như nhà ga, sân bay hay trung tâm thương mại. Với việc Việt Nam làm chủ cả về thiết bị phần cứng lẫn phần mềm của Wi-Fi Mesh 6, người sử dụng có thêm một sự lựa chọn mới an tâm hơn. So với sản phẩm ngoại, sử dụng thiết bị nội cũng giúp người dùng được hỗ trợ tốt hơn về cập nhật phần mềm và vá lỗ hổng bảo mật.